những đấu sĩ trở về từ cõi chết chuyển bại thành thắng ngoạn mục phần ba. Sông hổ tranh hùng, những con hổ ngang tàn ăn sức phô diễn sức mạnh nhằm hủy diệt đối phương. Quý vị sẽ sống trong không khí sôi động và cảm nhận được tính khắc nghiệt của võ đài đỉnh cao. Sự kịch tính bất ngờ chính là sức lôi cuốn cuồng nhiệt của môn quyền Anh. Có những võ sĩ bước vào trận đấu bị trúng những đòn độc tưởng chừng họ bị đo giáng, nhưng không, họ cố gắng đứng dậy và lật ngược tình thế một cách ngoạn mục. Ngày hôm nay, Tradingo kính mời quý vị xem những trận võ đài ngạt thở từ màn đầu cho đến kết thúc trận đấu nhé. Trận đấu Nigel Benn, Jerome McClellan. Bước vào trận đấu này, chúng ta vô cùng chia buồn cho một trong hai võ sĩ đã phải nghỉ thi đấu vĩnh viễn do đã bị chấn thương não nghiêm trọng sau trận đấu. Bước vào trận tranh tài ngày hôm nay, võ sĩ người Anh Nigel Benn có biệt danh là kẻ hủy diệt bóng tối. Anh là nhà vô địch hạng trung thế giới WBC, WBO và cũng là nhà vô địch hạng trung khối thịnh vượng chung. Anh sở hữu thành tích 39 trận thắng, 2 trận thua, 1 trận hòa, trong đó 32 trận thắng knock out. Anh 31 tuổi, anh mặc quần đen. Võ sĩ Gerald McClellan, anh được biệt danh là bản sao của Mike Tyson. Anh từng là đương kim vô địch hạng trung WBC, WBO. Gerald sở hữu thành tích mà nghe qua đấu sĩ nào cũng phải run sợ với 31 trận thắng, 2 trận thua, 29 trận knock out. Anh 27 tuổi, Gerald mặc quần xanh đen. Problem. See, here McClellan's strength beginning to kick. Oh, good right hand again. Oh,
Trận đấu Daron Wilson, Carrick Tsabala. Bước vào trận tranh tài ngày hôm nay, Daron Wilson, biệt danh kẻ hủy diệt, Dwayne Damage, anh là võ sĩ người Mỹ có thành tích rất tốt, 24 trận thắng, 4 trận thua, 1 trận hòa, trong đó 23 trận thắng knockout. Anh mặc quần đen đỏ, trong khi Carrick Tsabala sở hữu một thành tích không kém với 36 trận thắng, 7 trận thua, 22 trận thắng knockout. Carrick Tsabala mặc quần đen sọc vàng, hãy chờ xem ai sẽ là đấu sĩ thốt chết trong đường tơ kẻ tóc và anh quay trở lại một cách ngoạn mục như thế nào nhé.
trận đấu Manny Pacquiao và Sri Khan. Manny Pacquiao là võ sĩ có thành tích 35 trận thắng, 2 trận thua và 1 trận hòa, 26 trận thắng knock out, anh mặc quần đen. Trong khi Sri Khan sở hữu một thành tích với 19 trận thắng, 9 trận thua, 1 trận hòa, trong đó có 8 trận thắng knock out, anh là võ sĩ mặc quần xanh. Hãy chờ xem ai là võ sĩ thoát chết trong đường tơ kẻ tóc và anh trở lại một cách ngoạn mục như thế nào nhé. Cảm ơn. もうこのボクシングですね。じゃあもう、かなりのね、その攻防権の、ここは八方破れの左ストレート。
Đến đây Trangio xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của đại gia đình trong thời gian vừa qua. Kính mong đại gia đình tiếp tục đăng ký, xem và chia sẻ video với bạn bè. Trangio
xin kính chúc đại gia đình một ngày bình an. Cảm ơn.